Cái món khoai này mình làm được cái gì chị ha? Nấu canh được không? Này chị không có nấu canh, có nấu canh kiểm, nấu canh kiểm. Ừ, rồi chiên. Cái khoai này hôm bữa cô Thanh bên chùa cho phải không? Ừ, cô Thanh cho nè. Giờ đẹp quá sao? Giờ mình chiên ăn chung với bánh chuối. Chiên khoai với chuối hai thứ. Chiên là ăn chung bánh chuối à em? Chuối với khoai với dừa nó hợp. Bữa rồi nghe mẹ nói hết chuối rồi mà. Mẹ để tủ lạnh được không? Ủa Sơn Hà đâu đó Sơn Hà? Để tủ lạnh nay có ăn hả? Rồi Sơn Hùng sướng nghe. Rồi cắt móng tay hả? Ở Sơn Hà không ăn bánh chuối đi đâu rồi? Đi ăn ẩm đi chơi rồi. Bò lại mẹ nó. Sơn Hùng móng tay mau ra quá ha. Được rồi ba cắt cho. Ba ơi ba. Hôm nay không có người sao nào hết, từ từ đó tới giờ không có người sao nào. Mà nội thấy đường không nội? Thấy nha. Mà mắt kia mắt thấy chứ không mắt kia không thấy. Bà nội cắt móng tay cho rồi chút nữa làm gì đây? Tấm lưng cho bà nội nha. Mát xa nha. Giờ bầu trời tới thui rồi ba không có người sao luôn. Không phải đâu, tại dưới đây mình đèn sáng rồi không thấy. À, Quang Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay rảnh rỗi mình chiên bánh chuối với khoai ăn. Chuối thì vừa rồi tưởng hết rồi, ai giờ mẹ bỏ tủ đông á. Còn được mới với khoai của cô Thanh ở chùa cho. Với lại Quang Sơn hôm nay thông báo với cả nhà mình xíu ha. Đợt này thì sau cái ngày 15 tháng 8 á, thì chỉ thị 16 ở Sài Gòn vẫn áp dụng, nhưng mà một số ngành nghề được mở ra bán hàng, ví dụ giống như thực phẩm nè, và mấy bạn giao hàng ở các quận được đi thoải mái rồi. Nên là hiện tại thì chỗ Hoàng Sơn sẽ cho các bạn giao khô cá lại cho bà con mình ở nội thành Sài Gòn nha. Là Hoàng Sơn chỉ giao ở nội thành cả nhà ha. Còn như mà xa quá đó thì hiện giờ chưa giao được. Ví dụ giống như thiết bị y tế là bà con mình đợt rồi có đặt thì Hoàng Sơn vẫn chưa giao được nha. Tại vì bưu điện hàng tới nơi có thể bị trả về. Rồi khô cá cũng vậy nữa, nên là không có gửi qua bưu điện được, mà là cho các bạn ở cửa hàng đó sẽ giao hàng trực tiếp cho bà con mình tận nơi nha. Thì hiện tại lập xưởng bà con đặt thì vẫn chưa có nha. Chỉ giao là khô cá dứa một nắng, rồi khô lù đù nè, khô cá kèo và tôm khô ha. Đợt này mấy em ở Sài Gòn á mẹ, là gia đình được chích ngừa hết rồi. Nên là cũng yên tâm, tại đợt rồi các bạn chích ngừa nhưng mà gia đình chưa được chích hết. Sẽ ngủng mắt rồi bạn coi. Vậy là mừng rồi ha. Dạ, nên là cũng yên tâm cho các bạn. Nhưng mà liên tỉnh thì vẫn chưa hoạt động được. Nên là để các bạn ở Sài Gòn đi giao hàng. Sao ẻo ẻo vậy? Nó ăn chưa mẹ Xuyến? Sơn Hà, sao mà ẻo ẻo vậy? Nè mẹ hả? Mẹ không ẩm hả? Tối là tao kiếm mẹ ăn cho mẹ. Sao buổi sáng rồi bay ăn dữ lắm mà sao giờ này không chịu? Giờ này là biết chuẩn bị đi ngủ ha. Rồi bay ăn ha. Tao dặn đi ngủ cái nó chạy bay bay sợ dạ. Đi ngủ. Chị kỳ. Hồi trưa này tắm trong hồ bơi đã không Sơn Hùng? Ừ, rồi có đem cái hồ đi phơi không? Ủa sao nội nói từ tắm lần mà sao hồi qua tắm lại tắm nữa ta? Trời ơi, tắm dữ vậy. Vậy có tiền trả tiền nước cho nội không? Tính quản đi. Sơn Hà tắm trong hồ ơi khoái lắm, tưởng đâu là mưa á mẹ. Dạ. Nó cứ nhìn lên trời hoài à. Cô chú trên kênh 5 giờ shop hỏi. Đấy, ủa sao Sơn Hà nhớ trời mưa hay gì, dòm lên trời kiếm. Dạ, thấy nước quá chừng. Vậy là bữa nào mình làm cái nước ở trên đổ xuống. Bữa nào mình làm cái máy phun ha. Rồi đây mốt qua thiết kế cái đầu phun cho Sơn Hùng Sơn Hà tắm. Sướng không? Lấy cái ống dạ. Mình chèn lên miếng cây đi. Vậy nè, đâu rồi cái đầu tưới cây của mẹ đó. Cái vòi sen tưới cây. Dạ. Hôm bữa trước con có thấy ở mấy cái nhà nghỉ mà kiểu nhà quê kiểu homestay á mẹ, là họ lấy cái bình nước, đúng rồi cái này nè. Đấy, họ cho nước vô cái làm cái nhà tắm. Tưới xuống à, người ta cho nước vô trong vậy nè, cái tưới xuống vậy nè. Chị Sơn Cao muốn làm nhà tắm ngoài trời không? Em thiết kế cho ngay công chúa sữa. Nhà tắm không có nóc.
ngày xưa nhà tắm đâu cái nào có nóc mà. Dạ. Che dần dần quá à. Giờ nhà lầu của người ta cao quá, không nóc không được. Như vậy thải nó vô trong luôn anh đi. À, đợi đi hả? Chịu không? Không chịu. Đây. Sao vậy? Vậy con tưởng đâu là cái khoai này mình để nấu canh khoai á mẹ. Ờ, khoai lang. Mà màu đẹp quá ha, giống khoai tím. Nấu chè xem. Cái này mình dồi á mẹ, dồi xong mình dồi cùng nhỏ nhỏ. Bóp ra hả? Bóp ra. À, tức là mình nấu cho luộc chín rồi bóp nó bột ra. Dạ. Bóp ra nhồi với bột. À, nhồi với bột làm bánh hả? Dạ. Cái này làm màu đẹp lắm á. Dạ. Vô bột màu đẹp. Em thích ăn bánh chuối. Xíu người này có bánh chuối ngon nè. Ngon không xíu? Anh chưa thử, mày thử đi. Nó hơi nóng lắm. Dạ, nó hơi nóng hơn nữa hả? À, nãy có phát hiện cái này. Cái cơm khô của mẹ trên nóc nhà nè. Bữa đem vô hả? Nãy mẹ phơi trên đây nè. Bữa nào làm món cơm khô mẹ? Hồi nãy phát hiện đây nó định ra quay phim nói mẹ làm món ăn mà mẹ đem cắt rồi. Dạ. Cơm khô ngào đường hả mẹ? Hồi đó ba thất nghiệp hay làm món này món kia quá ha. À, tôm cơm khô xong cái ngào đường cái mình ép nó lại nó cứng lại rang. Dạ. chiên sợi dầu thì rang rồi hột đậu rồng rang nè ở nhà nữa ta hột nhiều món hột me rồi bắp mà bắp làm giống á lấy ra giờ chát rồi lấy ra rang cái đó ăn ngon chứ. Dạ. Bắp giống ở đây mình không có bắp đỏ to sẵn ha. Ừ, dưới đây trồng ít đó em nên trồng bắp nếp thôi. Bỏ cơm sả mình bỏ vô cái nồi á cho nó bớt thải nhất là dầu á. Dạ hả? Ừ, tránh xa bếp ra. Mình né ra. Bỏ dầu hết thôi. Chút xíu nữa Sơn Hồng ăn khoai hay là ăn chuối? Má hai cho nè. Sơn Hồng thích món gì? Khoai hay chuối? Dạ. Chuối. Dạ. Chuối. Coi coi, ôi chó gái nó dễ dụa hết hả? Nó lại nó phá anh Yên ơi. Nó lại nó phá cây sắp pháo của nội hết rồi. Bứt đứt sạch luôn à. Đó. Quậy quá mà. Quá trời phá luôn. Ê, ê, ê. Phá gì đó. Ê, 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 ê. Ôi, ôi, nó sợ. Chết rồi, chuột, chuột. Sơn Hà ơi, chết, chết, chết. Gõ cái thùng nó ra. Đó, trời ơi chết rồi, chạy. Chạy. Chạy lẹ. Nó giành cái thùng á. Nó giành cái thùng luôn. Quay ăn chơi kỳ á, quay lên chơi hù. Nó cười đó, nó nhát lắm. Nó nhát lắm. Chết chưa, chạy, chạy. Ừ. Ôi rồi. Quay ăn chơi kỳ em yếu. Vô. Ừ. Quay ăn chơi hụ méo. Đi đâu? Đây hả? Đây à? Trời chơi đó. Tối ra đây mát quá vậy. Dạ. À, quên hả? Nãy thông báo với cả nhà đó là mình có bán lại nhưng mà bà con mình không có ghé Nam Việt Shop ở cửa hàng nha. Tại vì kho bên đó mình chỉ mở cửa mình lấy hàng, mình sắp xếp đi giao chứ không có mở cửa. Tại cái mùa này mình đóng cửa thường xuyên á. Ví dụ gom hàng 1 đến 2 ngày sẽ giao một lần. Cái này mà khoai không chiên cũng ngon lắm á chị. Ừ đúng rồi Sơn. Giống như là khoai tây á Sơn, người ta cũng chiên vậy nè. Dạ. Ừ. Không. Giờ hoặc là người ta chiên cái áo còn bột giòn hả chị? Còn Sơn muốn ăn mà bào mỏng ra Sơn. À, bào dạ. Mỏng ra chiên xong rồi cái mình ấy đường vô rắc đường ngọt ngọt á. Ừ. Giống như tấm áo sạch vậy dạ. Đó. Ừ, ngon lắm. Bào mỏng ra. À, thấy cái khuôn bánh mình mới nhớ bánh gì, bánh khọt hả? Khọt. Hôm nay lâu quá không ăn bánh khọt ha.
Có cái khuôn bánh cọt cũng hay ha. Cái khuôn này bên cô Sáu phải không mẹ? Mẹ mua hả? Dạ. Tại thấy nó đen quá tưởng đồ của bà nội. Cái này ta làm bằng đất á. Bằng đất nung dạ. Nó chín rất là đều quá nha. Bây dạ. Giờ người ta có bán không biết nhiêu cái đó. Có bán không mẹ? Bán cái gì chứ bây giờ bằng cái gì đó. Gan á hả? Gan. Dạ. Tại khán giả có hỏi mà cái miếng bằng đất ít thấy người bán. À, giữ nhiệt ấm 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 đều. Mình tính ra đổ bánh xèo lẹ hơn bánh cọt. Lỗ nhỏ nhỏ nhỏ. Bánh xèo mình lấy nguyên cái chảo lớn ha. Làm cái xèo cái lại chín liền luôn. Dạ. Để chị chiên đi, xíu giữ em này bánh cọt thì. Chuối thì cái này xíu dầm ra phải không? Dầm ra thì nó chung với bột đều ngon hơn. Giao lại chị hả? Sao không sướng ta? Đâu để ba coi coi. Kiểm tra tay coi. Con sơn màu hồng rồi đó. Gì sơn móng tay nữa hả? Tay đẹp quá. Bữa rồi ba sơn cắt. Ba nội cắt vào nội giữa mai mốt phải đi tiệm. Cái bàn tay nội xấu xí nè. Trời ơi. Ba yên lấy đồ sơn nha. Để ba sơn nha. Sơn màu gì? Hồng ha. Sơn hồng. Màu hồng năm tính. Nữ tính. Thôi. Màu hồng cho nữ tính. Không trên nữa nè. Như nào con là con gái con mới sơn màu xanh dương. Ủa chứ con trai hay gái? Dạ con trai. Con sơn con không có sơn. Trời, con trai không có sơn ha, không có màu mè ha. Gái mới sơn màu xanh dương. Nhưng mà con thích cái màu xanh. Ừ. Thích màu xanh hả? Vậy nữa mình cứ ghệ mình cho ghệ sơn màu vậy. Người ta còn nhỏ mà nói ha. Vậy là thích màu xanh phải không? Sơn màu đỏ là họ kêu bằng gà bóng đỏ đó phải không? Không, sơn màu đỏ là màu đỏ baby. Yeah. Màu hồng nam tính. Yeah. Màu xanh lá cỏ. Ở đâu biết hay vậy? Hỏi ba Yên sơn màu xanh lá cỏ không? Ba là màu xanh lá cỏ đó, ba mặc. Ừ, ba mặc áo màu xanh hả? Còn màu tím là sao? Sao hôm mai Biên lấy công đơ Biên ừ, mai công đơ lấy công đơ dán này lại nè. Bữa rồi ba hớt dội quá cái nó hư. Mình phải dán vậy nè, nó sẽ sạch chỗ này, nó đỡ ngứa. Dán bát lên, ở trên đây là rồi. Dán không? Dán không? Dán thì gì ba Biên gì đó. Đâu có dán bát thôi mà. Bà nội hù không hả? Thôi, chứ đâu có dán lên đâu chi. Dán lên, cái cứ để bình thường, không có dán, không hớt nữa. Nhưng mà sau cái mùa dịch này chắc ở nhà tự hớt tóc quá. Còn ngại đi, không đi tiệm được, đông quá. Như vậy đó. Anh dạ. Đặt cái đông đơ với kéo rồi, không chừng nào có dao. Dạ. Cái kéo tỉa tỉa ha. Kéo tỉa, dạ. Cắt luôn. Hai cái. Được, luôn. Mình có cái cỡ lớn á, mình hớt được. Luôn. Thôi hớt chỗ kia luôn, mình... Để cái cỡ cao cao ra, hớt. Hớt kiểu như dán lên chứ... Ừ. Đây, mày mày nốt có kéo tỉa đưa mẹ tỉa làm cho. Ừ. Lấy cái lửa sao lên cao lên. Lấy cái lửa cái hiên hớt tóc lên gì, sẵn 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 sẵn. Chờ máy phải không? Dạ, hớt như thả vậy đó. Chứ bữa rồi cái tông đơ đó là hớt sạch là mừng lắm rồi. Tại nó hư dễ chừng. Sơn Hà hớt không? Ba đẩy luôn nha. Đó, Sơn Hà. Đẩy chùi lưỡi luôn. Xây nè, đẹp không? Cháy đèn nè. Chị súng gì giống cái bay trực thăng quá hả? Cháo trồng máy lạnh, rửa máy lạnh luôn nữa. Trời ơi, đây Yên mua nguyên cơm lê luôn hả? À. Nhà tự xử hết hả? Chị mất phát nghiệp nữa. Chị mất phát nghiệp hết đó. Ủa, chưa lại khoai hả chị? Chút nữa thì chiên này là bỏ vô, chiên sạch, bỏ vô. Sợ hết bột phải không? Bỏ vô từ từ sao? Ừ, không sao chút mà nhìn chiên khoai không. Giống như cái trái gì ta, cái trái sake à, cũng chiên không được. Mẹ nói thẩm còn sake nó còn mẹ nói bữa nào hay gửi gì. Cây sake trước ở nhà anh Bảo không mẹ? Ừ, không cho người ta hết. Cây quá. Trái nhiều lắm hả? Xung quá. Ừ. Rồi cả nhà đang chờ chị Sơn Ca nè. 1 2 3 4 5 6.
ra ngồi chờ. Từ từ đi. Thôi từ từ chờ ăn cho vui. Tội nghiệp người chiên á. Tại chiên đã đợi đi ăn với áo. Chiên sao ăn sao vậy? Khóc hoài mà còn kêu à. Giống như ngày xưa mà nhà đông mà ngồi ăn cơm bế cơm á mẹ. Sợ nhất cái đó ha. Ngồi sát ba ông tính ba kìa. Ừ. Nãy 6 người như 7 người. Ba chưa tính ba hai. Mà một người ăn nhiều chén nữa ha. Bây giờ ba vẫn chén cơm vậy mà nhà có hơn chục người là phải bế 30 rồi, chén. Con mũi nó cắn ai nó mọc quá trời. Ba không nổi hả? Ba đi ba nổi đi ha, mọc ú à. Chắc cắn Sơn Hùng á. Sơn Hùng ấm nhơ mà hút máu Sơn Hùng hết rồi. Con con nè. Sơn Hùng mới kêu vậy thôi á. Trái mướp mẹ nói chừng nào ăn được mẹ? Trái mướp ở đây hả? Dạ. Ngày mai hay ngày mốt gì? Bởi rồi anh Yên chụp ướp mắc cười á. Bốn trái không chụp chính thế nào luôn. Cận quá mà sao không đón được. Bởi vậy không có đi làm cầu thủ được phải không? 1m50 người ta còn canh ra ngay gần đây này 2-3m. 11m canh còn không được phải không? Ê ê ê xíu rồi xíu rồi. Nó quậy rồi xíu rồi. Cận quá rồi đón không kịp. Đón không kịp. À là được rồi, tạm thời hết vaccine dừng lại ha. Tới tới cuối tháng chích nữa ha anh em. Thì hôm bữa trên thông báo là từ ngày 15 chích, ngày 8 tây tháng 8 chích cho đến ngày 25 tháng 8. Tại vì mình được chích sớm á thì hết thuốc rồi, đúng rồi. Thì người ta chích sao miễn trong cuối tháng 8. Đỏ hay nè. Đỏ đó rồi. Tại vì nó tổng á, nhưng mình thì dùng xanh, dùng xanh nhỏ thì nó đâu có tính mình. Dạ. Tính dùng đỏ. Tính trong huyện hết. Còn mình ở đây là ấp mình là dùng xanh nè. Dùng đỏ cho mình thì đỏ kia. Chỗ nào mà bị thì dùng đỏ. Chỗ mình do dân thưa thớt các mẹ, không có đông như ở chợ. Không đông như xóm chợ. Chỗ mình tại nhà thì ở trên xóm chợ Kinh với lại xóm chợ Cầu Ngang bị chứ mấy ấp đâu có. Dạ. Vậy là thông báo cho cái ngừa đó hả? Chích xong thì khoảng 1 tháng là vaccine nó phát huy tác dụng rồi. Là mừng rồi. Rồi mình chích thêm liều nữa. Giờ trong 2 liều đang đi làm. Nhưng mà nếu mà mình chích 2 liều thì mọi người cũng đều chích được 2 liều hết rồi. Là yên tâm rồi. Dạ. Nhưng mà lo là lo cho mấy đứa nhỏ nè đi học nữa. Ừ. Đâu. Chưa học đâu. Năm rồi đó còn học trễ thì nghỉ hè trễ. Không sao, trời cho nghỉ học thêm nửa năm nữa cũng được. Cho mọi thời chuyện yên ổn lại. Rồi, hai bà cháu Sơn Hùng bắt mũi hả? Có thấy mẹ mặt đen lại nữa. Trời ơi sao mà nó tuột bột ra một bên, khoai ra một bên nhỉ? Tại nãy mình bỏ vô cái nó trơn, bột bột nó chạy ra. Cái khoai này chiên xấu quá. Nó xuống màu đen mẹ ơi. Nhìn cái màu nó đen nè mẹ. Tưởng bị khét. Dạ. Nếu mà cái này để trộn bột làm bánh thì mới ngon. Thí dụ giống như đợt rồi mà làm bánh trôi nước hả mẹ? Nó màu nó đỏ đẹp. Buồn ngủ hay gì rồi? Quậy hả? Buồn ngủ rồi. Chứ trời ơi bây giờ mà nó ngủ là chút xíu nữa khuya nó quậy con. Tới 1 giờ. Hồi tối là nó quậy từ 10 giờ tới 1 giờ sáng luôn nó mới ngủ rồi con mới ngủ được. Quá trời luôn mà. Giờ đừng cho nó ngủ.
chơi, nó ngồi lên, ngồi xuống. Nó bò qua bò lại, mình nó mà mình sợ nó rớt đất. Kiểu này chắc đem cái giường với cái liêu băng ra ngoài cho nó ngủ đất luôn quá. Kiểu này sao đi ăn đẻ thêm tôi nữa. Nó đẻ thêm đi nữa, con qua bên thở nghe. Dạ đi qua bên thở đi. Kiếm đứa gái để đừng kiếm đứa trai à. Rồi anh Yên giữ xiên giữ để anh Yên sanh em bé đi, chị Ca làm đứa đi. Thôi xiên nên kiếm mẹ anh Yên giữ giùm kìa. Anh Yên giữ giùm chứ. Mà đúng là lúc mà còn trẻ đó, giống như Sơn Hùng á, giữ nó nổi nè. Và tới Sơn Hà rồi con giữ không nổi. Nó lăn xăng quá. Già lắm nè. Mình chạy thôi nó không nổi. Già lắm sao? Mình không có năng động bằng hồi trước. Mà sao giữ em không có nổi đâu. Dạ. Giữ em không được. Nó ăn xíu. Dạ. Cẩn sẽ. Ừ. Trời ơi, bộ ngon lắm hả? Không, cắt đi. Cái này cắt rồi đi nữa. Ngon lắm hả? Nè, ăn đi. Cho mấy hai miếng giấy đi con. Ngủ vừa mắt rồi, tội nghiệp chưa? Con có ăn bánh chuối đâu mà bắt con thức nữa nè. Sai. Rồi, rồi, rồi. Bữa rồi ba Sơn cắt tóc cho, cắt móng tay móng chân cho Sơn Hùng không có dũa ha. Mà bà nội cắt dũa sướng không? Mỗi lần cắt cái là dũa. Hôm nay hả bị nội rầy thì bỏ chứ không tối rồi phải à, hoặc trưa phải dũa móng tay móng chân rồi lỗ tay mới ngủ. Không có gì được, quen vậy đó, vậy là quen. Tập chưa quen. À, ghiền. Không cái kêu hoài mà nói thôi giờ mệt lắm. Trưa bữa nào bắt cứ dạy về đi. Dũa móng tay móng chân. Nó kêu bà nội tập đi. Làm nhì. Ba, ba. Sao? Bye, 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 bye. Ừ, thôi, đau, đau. À, à, à. Gì vậy? Cắn hả? Cắn. Ờ, cắn mẹ. Cắn, cắn. Bye, ba. Con xin giờ này con chạy giao đồ. Hả? Dạ hả? Nó chịu trách nhiệm đi khu làm vậy đó hả? À, nghe là ta tổ trưởng tổ phó vậy đó hả? Trưởng ấp phó ấp. À, đi mua hàng giùm cho bà con. Dạ. Cho bà con. Vậy là mình đây giờ cho ta cho số điện thoại của ai? Bữa có chị gì á mà không biết. Dạ, ấp trong. Hạnh là con có 8 á. Dạ hả? Ừ. Là đi mua đồ giùm á, là không có tính tiền xe. Đi mua đồ giùm á. Dạ. Ở phường xã mỗi nơi đều có người mua giùm. Có một người bỏ ra đi mua đồ giùm. Bây giờ đâu có ai được bên ngoài đây. Thiết yếu thôi. Dạ. Thấy bên đông tây hôm nay á hả? Bên đó người ta giao từ hôm nay vậy đó. Dạ. Tin 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 tè. Thôi vậy. Tin 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 tin. Tại vì bên Long Hậu Tây có mấy anh em làm ở trong xã mà hay chơi Facebook đó mẹ. Đó là đăng thì nhiều người biết. Còn Long Hồ Đông thì không có ai chơi nên là đăng không ai biết. Dạ. Bánh Facebook cũng hay quá. Có gì đăng lên chia sẻ thông tin. Rồi xong rồi đó ăn đi. Rồi mời cả nhà nè. Chuối chiên nè, khoai chiên nè. Khoai nè. Rồi cảm ơn em. Sơn Hà không? Nóng á, nóng á. Ăn đi có bốn cái răng nó rụng đi. Nóng ăn rụng răng đi. Nãy giờ ngủ rồi. Thôi đừng cho nó ăn em, dầu á. Ăn lình xình bụng. Không cho ăn đâu chịu đâu. Rồi mời cả nhà nghe. À, bây giờ món bánh chuối chiên là cái món hơi xa xỉ một chút. Tại giờ không ai bán chuối đó. Mình thì có khán giả hỏi là ở trong siêu thị là có bán mắm nêm mà sao nhà Nam Việt đó là chai cuối cùng ha. Tại thật sự hôm nay là 1.5 tháng rồi. Nhà em không có đi chợ, không đi siêu thị. Nên là có gì ăn đó. Tại mình cũng sợ tới đám đông cả nhà ha. Với lại mình có rau nè, có cá, ăn về đủ rồi. Thỉnh thoảng thèm thì mới lấy mắm nêm ra cuốn bánh tráng. Còn chuối này thì hôm nay không đi chợ nên là này đặt rồi nhiều á, mẹ bỏ tủ đông. Ngon quá, chiên với hạt nhỏ thôi. Ở nhưng mà hôm nay thịt ở đâu có bán không ạ?
mình gọi mang tới nhà. Gọi, đúng rồi. Ừ, còn hôm nay thì nhà Nam Việt cũng có cái tủ để chứa lạp xưởng rồi cả nhà. Cái tủ để chứa lạp xưởng mà hôm nay không có làm lạp xưởng nên là chứa được ít đồ. Dạ. Cái gì? Cự. Hạnh quá. Bỏ đây đi con, không để đây. Hạnh quá. Chuyện ra ăn gì? Chuối hay khoai? Khoai. Có hành lá ngon sao không? Thơm. Thơm. Thơm cho nè. Món hành là bữa gì? M7 hả? M7 là món bánh hành, bánh hẹ gì đó. Bánh hành. Đó. Hành ở đâu có chiên bánh nữa không? Tưởng tượng cô Thanh cho hả? Chứ hết hành này học 1 ký 50 ngàn ăn vừa hết. Dạ. Mấy cây mẹ trồng cũng cắt ăn hết ráo hả? Em sợ ăn không hết á. Cái em cắt nhỏ nhỏ em để tủ lạnh á. Để bảo quản cho lâu. Tới giờ bố đi ngủ á. Để cho mẹ ngồi ăn bánh xong cái đã. Miếng chuối đi. Chịu ăn mẹ. Giờ muốn đi ngủ rồi. Đừng cho ngủ. Mà nội không cho ngủ rồi sao hả? Sắp xong chưa chị? Rồi xong hết rồi. Có cái món này là anh Bảo thèm nè. Anh Bảo mỗi lần mà tối là chạy về rủ nói chị Sơn Ca với xiếng chân bánh chuối ăn. Đến nay anh Bảo có coi video thì chắc chịu không nổi ha. Rồi xong để cho bà nội ăn sân hà, sữa hồng. Rồi bà nội mất hết nửa tiếng, mất hết tiếng đồng hồ để cắt móng chân cho sữa hồng rồi. Đây mẹ lấy cho. Đi mẹ ăn chút xíu rồi làm tiếp. Rồi ăn đi mẹ. Thấy nội cưng không sân hồng? Tối là phải đấm lưng cho bà nội đó biết chưa? Đi ăn nói sân hùng như công tử Bạc Liêu rồi. Rồi. Đây, cả nhà nhập tiệc nha. Bây giờ mình thử món khoai đi. Chuối ngon quá. Ngon quá. Ừ. Khoai đen xì. Một xuống màu. Một tím. Nó chín cho nó đen xì. Ừ. Ngon không? Khoai này như sau này mới thấy chứ trước nhà mình đâu có ăn loại này mà hơn. Mình như giống này đâu vậy? Mấy năm sau này có. Có thích ăn khoai mà mình thử miếng khoai. Đà Lạt cái ruột màu đỏ, màu đỏ, ăn nó ngọt. Nó mềm, nó không có bị nghẹn. Bye bye cô chú ra sân hà, bye bye cô chú kìa. Bye bye cô chú đây. Bye bye cô chú kìa. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Ngủ quá rồi. Sân hà buồn ngủ rồi đó. Rồi, đừng ngủ rồi, cho sân hà đi ngủ đi. Sân hồng đi ngủ rồi hả? Dạ không, con đi. Rồi, đi rửa tay đi con. Rửa tay đi bạn. Sân hà bye bye rồi kìa. Rửa tay, giỡn, ừ, đợi má Hai hả? Thôi, để má Hai ăn. Bye bye. Rồi. Giỡn tay đi, nó cười cái giọng mà cho mình ấy đó, mình ẩm đó đó. Ừ, ẩm đó. Giỡn tay đi, Hai ẩm. Giỡn tay đi, cười gượng. Giỡn tay đi. Cười gượng quá vậy. Giỡn tay đi, Hai ẩm cho. Giờ cười, giờ cự, giờ muốn quậy. Đây, qua đây. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình dành ảnh cho vui nghe, ăn khoai ngày là bên chùa cho, chuối thì đông lạnh. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nghe. Rồi nếu mà cả nhà mình muốn mua khô cá dứa nè, cá lù đù, cá kèo, tôm khô á thì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe. Tại vì mình không có tới cửa hàng được cả nhà ha. Cửa hàng thì Hoàng Sơn vẫn để khô ở đó nhưng mà đóng cửa suốt ha. Tỷ mở cửa để lấy hàng quá ra thôi. Nên là bà con mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe. 090 120 1410, hoặc là mình có thể vào Nam Việt shop á, mình có thể thấy cái số điện thoại đó, số điện thoại cũ cả nhà ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi bye bye cả nhà.
Bye bye. Thấy bye bye cũng bye bye theo. Bye 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 bye. Cát nước rồi, nước cục rồi. Bye nước hả? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.